Chào các bạn nha. Hôm nay mình muốn nói các bạn là cách tập mà cho con trồn hương đực tơ nhảy á là như thế nào ha. Thời gian con trồn hương mà đực tơ mà nó nhảy được á là bao lâu, rồi tập như thế nào. Là điều thứ nhất các bạn á là con trồn hương của mình á muốn tập nha được nhảy á là khoảng các bạn nuôi khoảng từ 1.5 năm đến 2 năm. Lúc đó nó mới nhảy được ha. Thứ hai nữa là các bạn tập cho muốn rập được tơ nhảy mà bạn nhảy với một cái già, cái nó đẻ qua đứa rồi á, thì con cá già nó mấy mấy lúc mà nó chịu được á thì nó đứng yên cho con được tơ nó nhảy, tại vì được tơ nó ngu lắm, các bạn phải tập nhiều lần nó mới biết nhảy. Với lại đừng để con được nó mập, con được này nó cũng mập mà nè, nó mập thì nó nặng, nó đè con cá chịu không nổi nên cá nó cũng không chịu nữa ha. Cái điều thứ hai nữa là các bạn thấy rồi đó, con đực tơ này nè nó ôm với nó xiết đâu có sát giống như mà mấy con kia đâu, nên các bạn phải lưu ý vấn đề đó ha. Muốn con đực tơ là phải đủ ngày tháng tuổi với nó, ốm vừa vừa thôi chứ đừng có cho mập quá, chứ phải nhảy với con cá già. Và điều đó hiểu mình tập cho được tơ mình nhảy được ha, các bạn phải kiên trì ha, tại vì con được tơ nó rất là ngu nha, không có biết đường mà giao phối với con cái làm sao đâu, kiểu dù con cái nó đứng yên đó nó cũng leo lên nó nhảy khơi khơi vậy đó, rồi lúc đó mà mình thấy giống như vậy mình thấy mà mình tức giùm nó đó, nên các bạn lưu ý vấn đề đó ha. Chứ mình nói với các bạn nghe một điều luôn á là lý do mà tại sao mà mình tập với con cá già mà mình không gặp với con cá tơ, tại vì con đực tơ á thì nó là mang cái xu hướng là nó rất là hăng, nó gặp con gái là nó chỉ biết nhảy là nó nhảy thôi, mà con cá tơ mình á thì nó lần đầu tiên mà nó đâu có giống như những con cá già đâu, thì khi lúc mà nhảy lên nó cắn á, thì nó nhảy thì đau quá thì con cái tơ sẽ cắn con đực, mà lúc đó thì con đực tơ mình từ đó nó sẽ gót luôn, nó sợ luôn, nó giống như mà chạy mặt vậy đó, lưu ý nha các bạn, cái đó là rất là quan trọng nha. Còn con đực già nhảy thì mình khỏi nói rồi, đực già thì nó nhảy rất là kinh nghiệm, mà nhảy qua mấy mùa thì nó khác, thì lúc đó thì nó như con đực già này nè, nhảy kinh nghiệm không, ôm này nọ thì nó xiết ra nó làm rất là nhanh, nên các bạn lưu ý vấn đề đó ha. Đây là video mình chia sẻ tới đây thôi, cũng mong các bạn là cho mình một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ nha. Cảm ơn nhiều, bye bye.